Canh tác 10 sào tỏi, nhưng niên vụ này gia đình anh Tồn đành sử dụng gần như toàn bộ giống tỏi bung, còn gọi là tỏi bông sen để xuống giống. Giống tỏi này củ nhỏ, mỏng vỏ, ít khi được nông dân lựa chọn. Theo anh Tồn, sử dụng nguồn giống tỏi kém chất lượng nên gia đình anh rất lo lắng cho năng suất, sản lượng. Do hồi năm ngoái nó mất thằng tỏi, hôm nay trồng tỏi bung tỏi tốt không nhỏ, trồng có trồng cho đủ thôi chứ yêu cầu vậy chứ, nhưng nó không có được bằng cái tí lớn đâu. Nguyên nhân thiếu hụt giống tỏi bản địa bởi niên vụ 2022-2023, tỏi Lý Sơn mất mùa, củ nhỏ kém chất lượng, sản lượng chỉ đạt hơn 600 tấn, giảm gần 50% so với vụ trước. Lý Sơn có hơn 320 hectare đất trồng tỏi. Trước những khó khăn do thiếu hụt nguồn giống và vốn đầu tư, vụ tỏi này nông dân đã chủ động giảm khoảng 15% diện tích để nhường đất trồng hành trái vụ. Nhiều diện tích đất bỏ trống, Lý Sơn đang định hướng giảm dần diện tích trồng tỏi, gắn sản xuất chế biến tỏi với phát triển du lịch, ổn định thu nhập cho nông dân. Củ tỏi Thôn Sơn mà chế biến ra rượu tỏi, chế biến ra tinh dầu tỏi, rồi thậm chí nó thành một cái thức, chế biến ra những cái mà như là cái bột tỏi, thì đây cũng là một cái mà chúng ta không thể lúc ấy cây tỏi mà làm được như thế, thì nó không phải ở giá trị là 5-70 nghìn hay là lúc này giá này lúc này giá khác, mà nó phải lên tiền triệu. Lý Sơn đang hỗ trợ nông dân trồng tỏi theo hướng hữu cơ, cung ứng cho du lịch, trồng tỏi hữu cơ và hình thành chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ, không chỉ nâng cao giá trị, giá thành, thu nhập cho người dân mà còn cải thiện môi trường trên đảo.